Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày rằm tháng Giêng xuân Quý Tỵ, mà sư được biết đây cũng là một trong những bài pháp đầu xuân của chùa Long An. Lúc xưa thì sư còn ở với sư bà, thì bất kể ngày nào sư cũng đi giảng pháp được hết á. Nhưng sau này sư bà đã đưa sư về một cái ngôi chùa nhỏ ở Dĩ An, Bình Dương. Cho nên ngày rằm tháng Giêng thì cũng như tất cả mọi ngôi chùa là một ngày mà Phật tử câu hội về để mà được nghe pháp, được quy y, được lắng lòng trong tiếng chuông, tiếng kinh, tiếng kệ. Chính vì vậy mà hôm nay ngày rằm tháng Giêng, khi ca sĩ Hồng Thanh và anh Thịnh đã lên chùa để mời sư về chùa Long An trong thời pháp đầu xuân, sư cũng có phần phân vân. Bởi vì ngày rằm thì chùa nào cũng có các Phật tử rất mong gặp quý thầy, quý sư. Nhưng mà tại sao sư vẫn nhận lời với anh Thịnh và Hồng Thanh? Là bởi vì sư nghe rằng đối tượng nghe pháp hôm nay phần lớn là các bạn trẻ, các bạn trẻ của câu lạc bộ Nhân Sinh. Sư cũng chưa từng được biết câu lạc bộ này, cứ coi như đây là lần đầu tiên được làm quen với câu lạc bộ. Nhưng với bạn trẻ thì không gặp nơi này cũng gặp nơi khác, không gặp trong khóa tu này cũng gặp trong khóa tu khác, không gặp trong trại hè này cũng gặp trong trại hè khác. Cho nên giữa cô và các bạn trẻ có một thâm tình sâu sắc không thể nói hết được. Bao nhiêu năm ở bên đất nước Ấn Độ, gần 10 năm. Sau khi ra trường, có những vị hòa thượng ở các nước phương Tây, Âu Mỹ, Canada, vân vân, mời sư sang bên những nước đó để trụ trì, để hoằng pháp ở phương Tây. Nhưng mà sư vẫn trở về, và tình yêu thương, lòng nhiệt thành của mình vẫn là đối với người dân Việt Nam, và đặc biệt là giới trẻ, các bạn sinh viên, học sinh, các bạn trẻ đang ở trong cái độ tuổi sắp trưởng thành, đang trưởng thành và đã trưởng thành. Tất cả các bạn đó, trong suy nghĩ của sư, đó là những người rất là thiết thực, cần phải được nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp. Và do vậy, sư trở về Việt Nam. Và những cái thời pháp sư cô giảng thì chắc các bạn trẻ ở đây đều biết, đều được nghe rất nhiều. Phần lớn là dành cho giới trẻ. Vì vậy, lời nói đầu tiên thì sư xin kính chào các Phật tử, các bậc ông bà cha mẹ đang có mặt trong đạo tràng chùa Long An. Nhưng mà lời chào thân thiết và rất nhiều sự ưu ái nhất là dành cho các bạn trẻ trong câu lạc bộ Nhân Sinh ngày hôm nay. Sáng sớm hôm nay ở tại chùa sư đã có một nhóm từ thiện mang tên nhóm từ thiện Hỷ Lạc đến lễ Phật trong cái đoạn đường đi thập tự hành hương các ngôi chùa. Và sư cũng thấy vui là vì nhóm từ thiện Hỷ Lạc này cũng toàn là các bạn trẻ. Sư thấy rằng các bạn trẻ bây giờ đến chùa nhiều, các bạn trẻ học Phật Pháp bằng nhiều cách khác nhau. Sư cảm thấy rất là hạnh phúc. Các bạn trẻ chỉ xin đến gặp sư tắc bạch rồi sẽ đi tiếp tục một đoạn đường trong các ngôi chùa kế tiếp. Nhưng mà dù là một ngày rất là nhiều công việc, sáng sớm là cho các Phật tử tụng kinh phóng sanh, mà để cho phóng sanh có kết quả phải hiểu tại sao phóng sanh. Giảng pháp, làm lễ quy y cho các loài thủy vật. Nhưng mà sư vẫn dành một thời gian nói chuyện cho các bạn trẻ nghe. Ở đâu có các bạn trẻ là lòng nhiệt huyết của sư đó, cách đây mấy chục năm trước nó trở lại, và sư cũng cảm thấy mình trẻ như các bạn. Cho nên suốt đoạn đường từ Bình Dương đi về đây, rất nhiều các cái cú điện thoại, các bạn trẻ hỏi rằng sư đã đến chưa, chúng con đang đợi sư đây. Nghĩa là giữa chúng ta có một cái thâm tình liên kết với nhau, sâu sắc với nhau,
mà như Đức Phật dạy, mới gặp nhau đã thấy quý mến, mới gặp nhau đã thấy tin yêu. Đó là nhân duyên của chúng ta từ vô lượng kiếp. Đã là người thân của nhau, cha mẹ, anh em, thầy trò, vợ chồng, thân bằng quyến thuộc. Và không biết kiếp trước chúng ta và những đời sống trước như thế nào mà sư gặp các bạn trẻ, sư thấy cảm động, sư thấy hăng say và sư thấy muốn giảng nhiều bài pháp thật hay cho các bạn nghe. Các bạn đồng ý không ạ? Màu áo của câu lạc bộ Nhân Sinh là màu da cam. Không biết các bạn có biết tại sao màu áo của mình màu cam không? Hay là chỉ nghĩ màu cam là màu rất nổi và đi đường người ta không đụng với mình? Màu cam là màu của thánh nhân đó. Màu cam cũng là màu của lòng từ bi, trí tuệ đó. Cho nên các bạn mặc cái chiếc áo màu cam đó, không biết có hiểu được ý nghĩa của cái màu áo mình đang mặc không? Mà đã là màu áo thể hiện lòng từ bi của Bậc Thánh, thì điều trước hết các bạn đã học điều gì về lòng từ bi của Bậc Thánh rồi? Câu lạc bộ gì đi chăng nữa cũng chỉ là một danh từ. Cuối cùng chúng ta vẫn là những người con của Đức Phật đang ngồi đây ở một cái đạo tràng chùa Long An, chưa nào, mà bậc tiền bối khai sinh giờ đây đã không còn nữa. Mà Hòa Thượng là cố viện chủ ngôi chùa này, sư từng được biết đó là một vị Hòa Thượng rất nổi tiếng trong giới trí thức, dịch rất là nhiều kinh điển, dịch rất là nhiều sách vở, rất là gần gũi thiết thực cho vấn đề Phật Pháp ứng dụng trong đời sống. Tiếc thay là khi còn sanh tiền, sư cũng chưa từng một lần đảnh lễ. Bước vào cổng chùa, thấy hình tượng của Ngài ở trong tháp, sư giật mình và biết sự vô thường. Giờ đây mình có muốn gặp những bậc tiền bối, anh linh, trí tuệ, mình cũng không còn được gặp nữa. Nhưng chắc chắn giác linh của Hòa Thượng vẫn đang chứng minh, giác linh của Hòa Thượng vẫn rất hoan hỷ trong các sinh hoạt Phật Pháp của đạo tràng, trong những thời tu, tụng kinh, niệm Phật và sống, thực hành đúng chánh pháp. Cho nên, bước vào ngôi chùa Long An, chúng ta cũng luôn luôn phải tri ân những bậc tiền bối. Không có người đi trước, hy sinh cả cuộc đời mình cho đạo pháp. Có thể trong số chúng ta đây, có rất nhiều con người giờ đây cũng còn phải đắm chìm trong bể khổ bến mê. Cuộc đời này giống như là chúng ta cứ như một con thuyền trôi trong đại dương. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nghĩ lại cùng trong bể thảm thôi. Các bạn trẻ mà nghe sư nói vậy chắc không thích. Làm gì mà cuộc đời là bể thảm được? Quá vui, quá hấp dẫn, quá sinh động. Nhưng trong tất cả cái vui đó hay cái buồn đó, chúng ta vẫn phải nhìn ra bản chất của đời sống này, đó là sự vô thường. Người xuôi gió tức là làm ăn thuận lợi, sanh ra trong gia đình đầy đủ cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, của dư của đệ để cho con cái được ăn học nên người. Cũng có những bạn trẻ sanh ra lớn lên trong trại mồ côi, không cha không mẹ, hoặc lớn lên có cha mẹ mà cha mẹ lại mất đi quá sớm, hoặc có cha mẹ nhưng luôn luôn bất đồng phản kháng với cha mẹ. Thì chúng ta nghe sơ sơ vậy là thấy bể thảm rồi. Thuyền ngược gió, thuyền xuôi gió gì đi chăng nữa cũng là trong cái bến bê, trong cái cuộc sống vô minh, luân hồi, sanh tử. Do vậy, chúng ta phải được học Phật Pháp, phải biết chánh pháp. Các vị sống trong câu lạc bộ nào trong nữa, câu lạc bộ làm từ thiện, câu lạc bộ Nhân Sinh đem lại nguồn vui sống
là gia đình Phật tử là khóa tu mùa hè, thấy chưa, đạo tràng tu thiền tập vân vân, thì vẫn là người con của Đức Phật. Mà người con Phật, các vị biết tại sao mà Ngài nhập diệt hơn 2.500 năm, chúng ta vẫn phải đảnh lễ, chúng ta vẫn học những lời của Ngài, chúng ta muốn thực hiện những lời của Ngài. Tại vì Ngài tuyệt vời, Ngài có đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ. Còn chúng ta có giỏi cách mấy đi nữa đó, thì nếu nói nhiều cũng trở thành kẻ huênh hoang. Tại trí tuệ của chúng ta cũng chỉ là một trí thức tương đối trong kiếp nhân sinh. Chúng ta nói chúng ta từ bi cũng chỉ tương đối thôi. Chúng ta có của dư, chúng ta biết bố thí cúng dường chút đỉnh. Thì chúng ta khó khăn, chúng ta có chia sẻ được với người bất hạnh không? Có dám chia nửa lon gạo cho người đói hơn mình không? Nói chứ cái chữ từ bi, nói thế thôi, không phải dễ. Nói cái tiếng trí tuệ là nói ở cửa miệng vậy thôi, không phải dễ có. Cho nên suốt cuộc đời và vô lượng kiếp sau, chúng ta mãi mãi đảnh lễ chư Bồ Tát, chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng. Bởi các vị đó với lòng từ bi, với trí tuệ siêu xuất luân hồi, đi trong cái bể thảm này mà luôn với một cái năng lượng từ bi tỏa mát, làm êm mát cho cuộc sống, làm êm mát tâm hồn của chúng ta. Các vị ngồi đây với sư đang rất trang nghiêm thanh tịnh. Các bạn trẻ cũng có nhiều thú vui của cuộc sống lắm, nhưng chiều nay đang ngồi ở trong đạo tràng chùa Long An nghe Phật Pháp. Như vậy các vị phải cảm nhận Phật Pháp cho chúng ta một điều gì chí lý, chứ các bạn trẻ đâu phải dễ mà ngồi nghe. Nói hai câu mà thấy không xong là ôi nói sàng. Thấy chưa nào? Đây nè, hỏi tôi nè, tìm đâu nữa? Thấy chưa? Ta mới là người biết đây nè. Ba má mình cũng đâu gọi ba mẹ đâu. Ông già bà già lạc hậu rồi, nói tới làm chi nữa. Đó, tức là giới trẻ lúc nào cũng dễ dàng trở thành người huênh hoang tự đắc. Mà các bạn biết không, mình cứ mãi huênh hoang tự đắc, một lúc nào đó rơi từ trên đỉnh cao xuống vực thẳm, thì các bạn lúc đó tuyệt vọng. Thiếu gì bạn trẻ tự tử, thiếu gì bạn trẻ tuyệt vọng chán đời, đi vào trong các đường mê hố thẳm, xa vào nghiện ngập hút sách, xa vào bè đảng xấu ác, làm các việc xấu xa. Một tuần lễ ngày xuân người ta thống kê trên mấy trăm vụ tai nạn giao thông, mà trong số đó là hơn 60% là của giới trẻ. Không có mấy ngày xuân à, mà bây giờ là nước mình là cấm đốt pháo rồi đó nha. Đó. Mà thì không có pháo thì chơi xe. Đó. Không chơi xe thì phải chơi cái gì đó hấp dẫn nhất để làm cho cuộc sống của mình là gì? Quên đời. Quên đời để vui, quên đời để sống. Nhưng mà sư muốn nói các vị, đầu xuân ai cũng chúc an bình và hạnh phúc. Vậy chúng ta là những người còn trẻ, và trong đạo tràng này sư cũng thấy ít có người già. Đạo tràng mà người già đó thì sư nói thôi niệm Phật, giảng gì giờ? Già quá tai điếc rồi, phải chưa nào? Sư giảng một hồi hỏi hay không? Dạ thưa thầy con điếc, thôi huề rồi, phải chưa nào? Các bạn còn trẻ thì phải hiểu tại sao mình nghe Phật Pháp. Phật Pháp đem lại cho mình niềm an lạc. Phật Pháp có thật sự là chân lý không? Mình mới nghe, chứ không phải nói sư nó giảng hay quá mình nghe, không phải. Các vị đều luôn suy gẫm điều sư nói có đúng là sự thật hay không. Mà sự thật đó nó phải phù hợp với cái nhìn của bậc trí, nó đem lại lợi lạc cho chính mình và muôn người, thì nó mới là điều hữu ích nên làm. Và các vị đang ngồi đây để nghe sư nói đây, phải suy gẫm. Ngày rằm tháng giêng và ngày chủ nhật nữa, đúng chưa nào? Ngày có thể đến với những cái tụ điểm vui chơi, những bộ phim hấp dẫn, và những cái nơi tụ điểm ăn chơi ca hát. Chúng ta lại về đây mà háo hức mong đợi, và bây giờ là trang nghiêm thanh tịnh. Thì chỉ một giờ đồng hồ sư nói chuyện với các vị và các em, chúng ta phải thu nhặt được gì trong cuộc sống? Bài pháp mà sư muốn nói với các vị và các em mang tên Hạnh Phúc Ở Đâu.
100 cái thiệp chúc Tết ngày xuân đều có 90 cái có chữ hạnh phúc. Mà không có chữ hạnh phúc thì cũng là như ý cát tường. Mà chưa nào? Mà cát tường như ý là hạnh phúc đó. Nhưng mà đó là chúc thôi. Lời chúc thì lúc nào cũng là best wish, tốt đẹp nhất. Cho nên kiếm cái gì tốt nhất, hay nhất để chúc. Nhưng mà đời sống chúng ta, cái điều chúc đó, lời chúc đó có thành hiện thực hay không? Cái tâm mình hướng đến điều an lành cho mọi người, mình cầu nguyện cho mọi người chỉ là một phần nhỏ. Ví dụ sư cầu nguyện hay chúng ta ghi tên cầu an, chúng ta có được an không? Điều này ở trong học viện Phật giáo, lớp Phật Pháp ứng dụng, Tăng Ni Sinh cũng từng đem ra để tranh luận. Cầu an có được an không? Nhiều khi chúng ta nghe Pháp vậy chứ hỏi chứ bí liền, không biết nữa. Chắc có, chắc không, chúng ta phải nói chắc chắn. Thì chúng ta thưa sư, đây là tên của gia đình con muốn cầu an, con muốn giải các nạn tai trong năm mới, vân vân. Các sư ghi tên, đón nhận những cái số tiền của các vị, tức là hướng các vị đến một cái điều thiện lành trong năm mới. Buông xả một cái số tiền, sư không nói là số tiền nhỏ lớn, nhưng mà trước mắt là mình thấy cái số tiền đó mình không lấy để đi ăn một tô phở hay là đi xem một bộ phim, mà số tiền nó đem cúng dường Tam Bảo, không phải cho mình. Cho nên đó là một thái độ tập cho các vị buông xả. Nhưng cúng dường Tam Bảo các sư làm gì? Các sư phóng sanh, các sư làm các việc thiện, các sư in kinh, đúc tượng Phật, đúc chuông, in các băng đĩa hoằng pháp, tổ chức các khóa tu. Tức là các sư làm các việc thiện, hồi hướng công đức cho các vị. Chúng ta có hưởng ở trong đó. Và tâm nguyện của các sư thành tâm cầu nguyện cho các vị, các vị cũng đón nhận những cái phần an lạc, phước lành, chứ không phải là không. Nhưng mà sư nói với các vị là một phần rất nhỏ. Mình có an lành và hạnh phúc hay không vẫn là do chính tự tâm mình. Sư mới nói là sư thấy có nhiều bạn đã chỉ vào mình rồi, đã biết trả lời là do mình rồi. Chúng ta vẫn biết lên chùa xin các sư cầu nguyện, đã chưa nào? Cầu an. Thậm chí theo truyền thống Việt Nam có cúng sao giải hạn nữa. Sư muốn nói với tất cả các em rằng truyền thống tốt đẹp, mọi người về chùa trong những ngày đầu năm để lễ Phật, để sám hối, để thành tâm hướng đến bậc đạo sư, bậc giác ngộ, đó là một truyền thống tốt đẹp. Nhưng sao hạ giải được hay không ở chính mình là phần lớn. Chứ đừng có nghĩ đem đốt 100 bộ đồ thế là người ta chết thay cho mình. Đốt 2 bộ đồ thế là năm nay yên tâm, muốn làm gì thì làm. Chỉ là pháp an tâm. Cái chính vẫn là chúng ta. Bởi vì là Đức Phật dạy hãy làm các việc lành, tránh xa các việc ác và giữ tâm ý trong sạch. Đó là chánh pháp cho các vị được hạnh phúc. Giờ phút này các bạn trẻ đang ngồi đây, đó là một nhân cho các bạn có phước lành trong năm mới. Bây giờ ra ngoài chơi nè, chơi này chơi kia, có thắng có thua, có vui có buồn, có giận có ghét, tối về mệt nhoài, chưa chắc đã được ích lợi gì. Còn giờ phút này các vị đang nghe sư nói một câu chuyện cuộc đời thôi. Nhưng mà sao? Đời là đạo, đạo là đời. Chứ đừng có nói đợi sư phải giảng kinh mới là giảng pháp. Tất cả vạn pháp trong cuộc sống là đạo, đạo là đời, đời là đạo đó thôi. Cho nên hãy nhớ chắc chắn một điều: một năm mới bắt đầu, chúng ta muốn được an lành hạnh phúc là phải quay lại chính bản thân mình. Năm đã qua, chúng ta thấy cuộc sống mình có ích lợi được cho nhiều người không? Mình là thành viên câu lạc bộ nhân sinh đã đem lại niềm vui sống cho mọi người, thì có đem lại niềm vui sống cho mọi người chưa?
Và ngay trong gia đình mình có là nguồn vui cho cha mẹ, anh em mình chưa? Hay mình nói với bạn là tôi đến với các bạn thì đó là niềm vui, còn tôi về nhà là địa ngục. Khỏi giấu, sư biết hết. Tại vì biết bao nhiêu bạn đến tâm sự thật với sư: con đến chùa, con đến sinh hoạt tập thể này, rồi là trại hè kia, con về nhà là địa ngục, cha mẹ chẳng hiểu con. Và hy vọng các bạn trẻ ở đây không phải như vậy, nhưng mà cô từng gặp những bạn trẻ như vậy. Cho nên những cái vui mà các vị đó cho là ở bên ngoài đem đến cho các bạn chỉ là giả thôi. Ở bên dưới cùng, ở trong cái tiềm thức á, vẫn là một cái nỗi buồn gặm nhấm trong tâm. Cho nên nói cái bạn đó sinh hoạt tích cực lắm, làm nhiều việc tốt lắm, nhưng mà trong nhà bạn đó không phải là niềm vui và niềm hạnh phúc cho bố mẹ. Thì cái niềm vui của bạn đang có được cái bạn bè ca ngợi, tán dương đó là giả. Ngày xưa đây đi tu với thầy hồi nhỏ, nhỏ sư bà cho đi học, nhiều khi về có làm lỗi sư bà rầy la, trong lòng buồn chán và chỉ mong mong đến cái ngày đi học để làm gì, để gặp các bạn. Hồi nhỏ sư đi học sư hăng hái lắm, làm trưởng lớp mà thích sinh hoạt, thích hướng ngoại, mà đi tu mà không biết hướng nội là cái gì hết, thích hướng ngoại thôi. Nhưng mà thật lòng mà nói, nếu như mà mình bị thầy rầy la, mình chưa sám hối mà mình thấy lòng mình chưa có nhẹ nhàng mà mình đi đến bạn bè để tìm niềm vui, thì đó chỉ là niềm vui giả tạo. Cho nên các bạn trẻ và kể cả người lớn cũng vậy thôi. Các vị nói lời hay, ý đẹp, mà trong việc làm, trong thân, trong khẩu, trong ý có những điều xấu, điều khuất lấp, không bao giờ các vị được hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc thật sự phải trong một tâm hồn trong sáng. Mà sư nói như vậy là những người có những cái lỗi lầm, bất hiếu với cha mẹ thì có được hạnh phúc không? Có chứ. Chúng ta sám hối, chúng ta xin lỗi cha mẹ, chúng ta làm lại. Người lớn cũng có vì cuộc sống làm những điều trái khuấy, tà hạnh, không chánh mạng, chánh nghiệp. Chúng ta sám hối, chúng ta làm lại từ đầu. Mà đạo Phật, Đức Phật nè, cho chúng ta sám hối, thì chúng ta tội từ tâm khởi, đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tâm mà thanh tịnh là tội các vị hết, không có tội. Mà tâm không thanh tịnh, các vị làm gì nói gì cũng chỉ giả tạo bên ngoài. Cho nên sư quay lại đề tài hạnh phúc ở đâu, tức là chúng ta đã làm gì, đã nghĩ gì, chúng ta thật sự thanh tịnh không, hay chỉ nói ở nơi miệng, nơi cửa miệng của mình. Để kể câu chuyện cho các bạn nghe nha. Câu chuyện đó nói về những con quỷ. Đố các bạn có quỷ không? Có thế giới của loài quỷ không? Có nhiều bạn gật đầu, nhiều bạn lắc đầu. Sư nói với các vị, thế giới quỷ có, ma có, Atula có, súc sanh địa ngục, loài người, trời, có hết. Nhưng mà chúng ta, mắt chúng ta là mắt, mắt thịt, phải chưa nào? Nhục nhãn, cho nên chỉ nhìn thấy nhau thôi, là người nhìn thấy người thôi, là nhìn thấy mấy con vật thôi. Chứ còn quỷ với ma chúng ta không có thấy. Cho nên có nhiều bạn trẻ cũng chả tin ma làm gì, nhưng có thế giới của những loài đó. Chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hiền tăng sẽ thấy những loài quỷ, loài ma. Cho nên chúng ta thấy một số chùa buổi chiều ta cúng thí, thí thực cô hồn. Nếu không có thì cúng làm gì? Có những loài quỷ ma đói khát, nhưng mắt chúng ta không nhìn thấy đó thôi. Chúng ta vô cùng phước đức được mang thân người, được nghe Phật Pháp. Thế rồi các bạn biết như thế nào không? Một ngày quỷ nó ngồi nó họp với nhau. Nó nói: bây giờ sao các đạo tràng đông người đi chùa quá, bạn trẻ cũng đi chùa nhiều hơn, ít đến các tụ điểm vui chơi và ít nói chuyện nhảm nhí. Xong một con quỷ khác nói: ô, bạn nói vậy chứ, các bạn trẻ bây giờ
ở trong thế giới của chúng ta nhiều lắm. Tức là các bạn đó ăn chơi, các bạn đó sống gấp, sống vội, các bạn đó quan hệ tình dục trước hôn nhân, các bạn đó bất hiếu, thì các bạn đó là người nhưng đang sống trong thế giới của loài quỷ ma. Có hai con quỷ nó tranh cãi với nhau như vậy. Nhưng cuối cùng một con quỷ nói rằng, nói thì nói vậy thôi, nhưng bây giờ người ta vẫn theo Phật Pháp đông lắm, các đạo tràng đi chùa đông lắm, và như vậy là quân số chúng ta đang giảm dần. Theo Phật nhiều thì quỷ ma phải giảm. Cho nên quỷ ma nó nói bây giờ làm sao phải lấy lại quân số cho mình. Lấy lại bằng cách nào? Nói, con người ta đó mà cướp đi hạnh phúc, sống không có niềm an lạc là nó gia nhập trong thế giới quỷ ma của chúng ta ngay. Cho nên phải làm sao lấy hạnh phúc của người ta. Bàn với nhau như vậy. Thế trời ơi, lấy hạnh phúc của con người bằng cách nào? Một con quỷ nói hãy cướp đoạt đi cái nó đang có trên tay, nó sẽ mất hạnh phúc. Nào chúng ta suy gẫm xem cái con quỷ nó nói đúng không? Đang có bị cướp, chúng ta mất hạnh phúc. Ví dụ, đang có tài sản, mất tài sản. Đang có người yêu, mất người yêu. Đang có vợ, mất vợ. Đang có chồng, mất chồng. Có con, mất con. Những sự trói buộc đó làm cho chúng ta nghĩ rằng đó là niềm hạnh phúc của mình. Cho nên ai cướp đi, chúng ta đau khổ lắm. Và con quỷ đó nói hãy cướp đi cái con người đang có, con người ta sẽ không có hạnh phúc. Như vậy đúng không? Đúng không? Nói lớn lên xem nào. À đúng. Ta hỏi là phải trả lời ngay. Đúng. Ai cướp cái mình đang có, mình sẽ rất buồn khổ. Nói như một cụ thể là cái chết đi, trong nhà của mình một người thân mất đi, buồn khổ. Con người hiểu được các lẽ vô thường, bản chất của cuộc sống, hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, ta quán được những điều đó thì ta không đau khổ nhiều bằng con người không biết Phật Pháp. Bám chắc con ta, tài sản ta, vợ ta, chồng ta, mất cái gì khổ cái đó. Sư quay lại và con quỷ nó mới nói bây giờ làm sao cướp hạnh phúc con người. Như vậy cái hạnh phúc con người cuối cùng nó nằm ở đâu? Nằm trong tài sản ư? À, vậy mà có những con người mất tài sản không có khổ. Mất rồi hả? Ồ vậy thôi, mất rồi thôi. Có những người Phật tử tu đến trình độ đó. Đấy, bà về lẹ lên kìa. Ông xã của bà đi, tôi thấy đi theo vợ bé kìa. Một cái người phụ nữ mà trả lời vậy hả, rồi từ từ đi về hiếm có. Thấy chưa nào? Thường là dục dép chạy đi xem đứa nào. Thấy chưa? Có rất là nhiều người lên chùa mà quên mang dép, mặc áo trái. Sư nói sao hôm nay người đẹp mà lại ăn mặc thế này, không mang dép mặc áo trái. Thưa sư, con không còn thiết sống nữa. Con mất người yêu rồi, con không còn thiết sống nữa. Nhưng cũng có người thì thưa sư, con cũng có nhiều cái buồn lắm chứ, nhưng mà con quán tất cả các pháp vô thường, cho nên con cũng bình thường thôi. Đó. Như vậy trong cuộc sống này có những con người những trình độ khác nhau, chứ không phải tất cả ai mất cũng khổ, mà không phải tất cả mọi người ai còn cũng vui. Nó có tùy căn cơ trình độ của con người. Có những bạn nghe pháp đây cứ sợ thời gian đi qua và sư sẽ không còn nói nữa. Có những người thì sao? Nhìn đồng hồ nãy giờ 4-5 lần rồi, trời ơi nóng quá, biết vậy không có chui vô đây ngồi chi. Có hết chứ, trong tâm niệm của con người mà. Đó. Như vậy cái quan niệm và hạnh phúc và khổ đau, nó không phải là cái bên ngoài, mà nó là cái bên trong. Ở đây các bạn trẻ đang ngồi với sư, có những bạn trưa nay chưa ăn gì, vậy mà chiến thắng cái đói và ngồi nghe. Có những bạn thì dằn vặt và thôi phải đi ra ăn cái gì rồi vô. Đó.
thì không chiến thắng được cơn đói phải đi ra. Cũng là đói, nhưng một người khổ chịu không nổi phải chạy ra ngoài. Còn một người chịu được, bởi vì tôi đang nghe pháp lạc. Pháp lạc này là bài pháp. Như vậy cũng hai người cũng cùng đói mà thái độ khác nhau. Một người thôi không nghe pháp phải ra ăn cái đã. Một người thì thôi chịu đói một chút mà nghe trọn vẹn bài pháp. Như vậy cái đói nó cũng hành hạ sắc thân đó, nhưng thái độ chúng ta khác. Ở đây anh Thật lên chùa sư, mời sư xuống giảng. Mà con cũng mừng lắm, tại vì các đối tượng được nghe giảng là bạn trẻ nhiều hơn, nên con rất là mừng mà nếu sư nhận lời của chúng con. Nói sao anh Thịnh, cuộc sống của anh Thịnh được an vui và hạnh phúc không? Cảm ơn sư. Cũng tạm được, tốt. Nhưng mà ai cũng có những cái quá khứ và cũng từng trải qua những sự khổ đau. Mà con đi qua được cái sự khổ đau là vì con đứng vững và con nhận chân lại cuộc sống là bây giờ phải làm gì. Con người khổ đau mà chết luôn thì thôi rồi, không thể nào làm một con người giúp ích cho ai được. Nên là phải như ý, như ý. Và bất như ý là tự tử, bất như ý là tuyệt vọng, bất như ý nhịn ăn, bất như ý bỏ học. Những người vậy xoàng quá, sẽ đánh giá là những người đó trình độ rất thấp. Còn con người ta vững vàng trong cuộc sống, chẳng cần nói phong ba bão táp nào hết, ngay cuộc sống này các vị vững vàng. Đã hiếu kính với cha mẹ là trọn niềm hiếu kính, cho dù cha mẹ có khi nói phải, có khi nói trái, không phải lúc nào cha mẹ cũng đúng đâu, nhưng mà trọn niềm hiếu kính nào cũng vậy. Đời sống như ý, không như ý, lúc nào tâm cũng là bình an và phải tiếp tục công việc của mình, bắt đầu lại như thế nào đây. Như vậy cái hạnh phúc mà sư đang nói không phải là khuyến khích các vị tất cả chúng ta cùng phải làm việc, cùng phải có một số tiền như nhau và cùng phải có một cái nhà hoành tráng, một cái xe hoành tráng, tất cả chúng ta đều có hạnh phúc. Sư không bao giờ nói điều đó, mà trang bị cho tất cả các vị một cái nội tâm vững chắc. Nói bạn trẻ không chứ người lớn chưa chắc có nội tâm vững chắc. Sư xin lỗi, chưa chắc người lớn có nội tâm vững chắc. Chỉ cần có điều gì trái ý là đã muốn buông trôi, có điều gì nghịch lòng đã muốn phản lại, nói xấu, dèm pha. Cho nên con người có một cái sự điềm tĩnh, nội tâm vững chắc hiếm có. Sư nhắc lại lời nói của Khổng Tử. Sư là Phật tử, các vị cũng là con của Đức Phật hết, ai cũng con Phật. Nhưng mà có những lời dạy của Khổng Tử chúng ta cũng cần phải học. Tại Khổng Tử là một cái vị thầy mẫu mực mà bây giờ trên thế giới họ rất là kính phục. Khổng Tử có một cái nhận định như thế này: với những người còn tuổi trẻ, tuổi thanh thiếu niên, giống như phần lớn các bạn đang ngồi ở đây, thì cái đề phòng, cái lo sợ, cái lo lắng cho những người trẻ tuổi đó là đắm say vào tham dục. Nam thì mê nữ sắc và sự hưởng thụ, nữ thì cũng mê nam sắc và sắc đẹp và sự hưởng thụ. Học vấn có khi chưa cần, nhưng mà tuần này phải mua được cái áo xịn đó trong cái shopping hàng hiệu đó mới cảm thấy yên, thì rất nhiều người rơi vào cái tâm trạng đó, là bị cái bên ngoài nó chi phối mình. Cho nên Khổng Tử nói giới trẻ đáng lo nhất là sự đam mê vào tham dục. Trung niên đó là tuổi từ tam thập nhi lục, từ 30 trở lên bắt đầu thích tranh đấu. Có sự nghiệp, có công ăn việc làm rồi thì bắt đầu thích tranh đấu xem là tôi làm sao thua được, lời ta nói sao mà sai được. Thấy chưa nào? Ở nhà đó thì làm sếp hết. Nam nữ sư chưa nói nha, vẫn có những người nữ làm sếp ông chồng luôn, rất dữ. Nhất là nữ làm ra tiền của nữa. Đức Phật nói những cái người nữ mà làm ra tiền mà kiêu căng chết không bao giờ được sanh thiên. Những người nữ mà được về cõi trời với quyền lực dung sắc và tự tại đều là những người nữ
rất là nhân hậu, nhu mì với gia đình, với chồng con, và quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới. Đức Phật giảng trong kinh Trung Bộ. Cho nên cái bạn nữ nào có tài xinh đẹp mà làm ra tiền, mà kiêu căng mà hợm hỡn thì cứ tin chắc là chết không có được về trời. Và kiếp sau trở lại thì xấu xí, nắm chắc 100%. Đức Phật dạy nha. Sư á, nói thiệt với các vị, chả ai có thể mà dám nói là sư nói vu khống cái gì. Tại sư căn cứ trên lời Phật dạy mà sư giảng. Cho nên sư giảng 4 kỳ thi hoa hậu. Rất nhiều cô hoa hậu vừa đẹp vừa hiền, vừa đạo đức dễ thương, và nhiều cô gái đẹp quá sức kiêu căng hợm hỉnh. Và sư biết chắc những cái bà kiêu căng đó kiếp sau không có đẹp được như vậy nữa đâu. Đức Phật giảng trong kinh Thiên Nữ rồi, đàng hoàng. Tại sao mà có những con người cũng làm tiên hết, mà tiên cũng rất thù thắng, mà tiên đẹp vừa vừa, mà tiên cũng có tiên ở trên những cõi trời siêu tuyệt, và những cõi trời cũng bình thường thôi. Cõi trời mà còn khác nhau, cõi người cũng vậy, đều do nhân của chúng ta hết. Nhớ như vậy. Cho nên điều sư muốn nói ở đây, tất cả là trong ở trong tâm niệm của mình đó, chứ không phải cái bên ngoài. Sư khuyến khích tất cả làm ăn đi, tất cả có nhà lớn, nhà cao, cửa rộng, xe hơi, bạc vàng tiền của sẽ đem lại hạnh phúc. Nếu mà sư thuyết những bài pháp như vậy, chắc chắn bây giờ các Phật tử và các bạn trẻ không có đợi sư đâu. Tại vì nhất là người lớn đã hiểu vật chất tiền tài là gì. Nó đến đó, nó đi đó, nó vô thường như áng mây, như làn khói. Mà người nào sống với tài sản mà bền chắc lâu dài, phải biết cái nhân của người ta. Ta từng làm rất nhiều phước thiện, ta sống chia sẻ với người bất hạnh, ta giúp người, cứu người, ta bố thí, cúng dường, ta làm nhiều điều tốt. Nên nay cái tiền của đến với người ta, nó không nay đến mai đi. Nói như vậy cho các bạn trẻ phải biết, đạo đức phải làm nền tảng, cho dù chúng ta là giàu hay nghèo. Quay lại câu chuyện những con quỷ, ta nói bây giờ đó, đừng có nói lấy của nó, loài người sẽ buồn. Tại có nhiều người mất hết vẫn tự tại, tại người ta quán vô thường, quán nhân duyên, ta vẫn tự tại đó. Như câu chuyện của một vị thiền sư đó, thiền sư tu trong một cái mái tranh, ăn cháo rồi uống nước trà, ngắm trăng và sống trong cái thiền định vô vi vắng lặng. Có mỗi cái áo mà tối treo đó, thằng ăn trộm nó vô nó lấy mất. Nhưng mà khi nó chụp cái áo nó mặc vô rồi đó, thì bất ngờ vị thiền sư thức giấc và nhìn thấy thằng ăn trộm run rẩy lập cập. Thôi chết rồi, phe này chắc phải bị tát mấy tát tai. Nhưng mà các em biết vị thiền sư nói như thế nào không? Đừng run sợ, hãy mặc cái áo của ta và hãy đi đi. Ta tiếc rằng ta không thể cho con được cái ánh trăng ở trên kia. Ngoài trời lúc đó trăng rất đẹp, tối này là trăng rằm là đẹp lắm nha. Đâu, các bạn thử nhìn trăng một lần xem. Trăng thì không có nhìn, có lo nhìn vào shopping không? Không biết trăng đẹp. Mà trăng đó là tượng trưng cho trí tuệ, bát nhã. Thì thiền sư chỉ tiếc cho cái thằng ăn trộm này là nó chỉ biết tạo nghiệp, mà nó không biết đời sống an vui hạnh phúc này không phải cái mà đang có giật được ở trên tay, mà mình có thể chiêm nghiệm được hạnh phúc trong đời sống nó từ ở đâu. Đó từ sự an lạc thanh tịnh, biết độ là vui. Cho nên cái vị thiền sư nó mất cái áo đâu có đau khổ. Khác với chúng ta mất cái gì đó là gào thét, là buồn khổ, là thế này thế khác. Cho nên con quỷ nó nói với nhau, lấy của nó cũng có sẽ những kẻ chẳng có buồn tí nào đâu. Đó. Như vậy hạnh phúc không phải nằm ở bên ngoài. Như vậy hạnh phúc nằm ở đâu? Nói lớn lên cơ nào. À, nói lớn lên, hạnh phúc nằm ở đâu? Hay quá, cho một tràng pháo tay.
Sư thấy các bạn trẻ đang mỉm cười. Như vậy các vị đang có hạnh phúc trong tâm đó nha. Chứ các bạn trẻ mà đang bực khó cười lắm, chưa? Là thấy quạo thôi chứ không thấy cười. Và hạnh phúc trong tâm thì con quỷ đã làm sao để lấy cái hạnh phúc đó, lấy ở trong tâm nó đem đi giấu. Con quỷ đấy lấy hạnh phúc trong tâm, lấy đi và giấu chỗ nào? À, thì con quỷ nói là mình hãy đem giấu dưới biển, con người không lấy được. Thì một con quỷ khác nó bảo con người bây giờ văn minh lắm, xuống tận dưới đáy biển sâu, thấy chưa nào? Và lấy những cái cổ quý dưới đáy biển á, cho nên giấu dưới đáy biển là không an toàn. Thì một con quỷ khác, nếu vậy thì giấu trên đỉnh núi cao nhất. Đỉnh núi cao nhất là đỉnh núi nào? Everest, đúng rồi. Cao nhất bao nhiêu mét? Mấy? Đó, có một bạn thuộc lòng luôn, 8.845 mét. Nó lên giấu trên đỉnh Everest đi. Như vậy sao lên? Nhưng mà nói như vậy cũng không đúng. Sư lên đỉnh Everest rồi nha. À, sư lên, sư xuống, người ta cho sư một cái bằng là Discovery of Highest Mountain, người chinh phục đỉnh núi cao nhất. Nhưng mà sư leo lên bằng máy bay. Nếu các vị đi đến Nepal thì các vị sẽ có một cái chương trình lên đỉnh núi cao nhất. Và chúng ta phải đóng tiền cho máy bay. Mỗi máy bay đó chở có 10 người thôi. Và sẽ lên cái đỉnh núi Everest đó đi bao nhiêu vòng, để chúng ta thấy mấy ngàn ngọn núi. Và cao nhất là Everest, và tuyết phủ trắng xóa, vô cùng đẹp. Tuy nhiên vẫn có những cái cờ đỏ đỏ cắm ở trên đó, đã bằng chứng cho những người leo lên và chinh phục. Và cũng rất nhiều người bỏ xác chết, nhưng mà vì lòng chinh phục cho nên cũng rất nhiều người đã đi, rất nhiều người đã chết. Còn sư cũng lên, nhưng mà máy bay đưa lên an toàn, 2 tiếng đồng hồ đi xuống. Như vậy nếu mà nó giấu đỉnh núi cao nhất cũng không an toàn, con người vẫn lên được. À, thế bây giờ hạnh phúc đó phải đem giấu ở đâu? Cuối cùng một con quỷ già nhất, tức là nó khôn nhất. Như vậy các vị đừng coi thường bố mẹ mình. Càng già là càng khôn, càng thông minh. Chứ đừng nghĩ càng già là lạc hậu nha. Kinh nghiệm sống cho cha mẹ mình những cái trí tuệ chúng ta không biết đâu. Đừng nên coi thường bố mẹ. Quỷ mà già nhất nó bảo giấu ở đâu nữa? Có một chỗ là con người sẽ tìm mãi mà không bao giờ ra. Bởi vì con người chẳng có bao giờ mà tìm lại chính mình, chỉ vọng ngoại và chạy theo những cái niềm hạnh phúc ở bên ngoài mà thôi. Cho nên hãy giấu ở trong tâm của con người đó. Hay không? Như vậy là hạnh phúc ở trong tâm chúng ta, và những con quỷ nó cũng giấu ở trong tâm chúng ta luôn, khỏi bao giờ tìm thấy. Tại có khi nào mình quay lại tâm mình đâu. Mình mắc ngó rồi, người này, người kia, người nọ, mình so sánh xem mình đẹp như vậy nè, mà sao cái anh chàng đó không thương mà thương cái cô kia. Bắt đầu nói xấu cái cô kia, rồi nói cái anh chàng chỉ là đại ngu. Nó mắc ngó bên ngoài chứ mình không nhìn lại mình, là mình đẹp thế chứ mình còn những cái xấu gì đó. Không, không ngó lại. Mà chưa kể là nhân quả nữa. À, nhân quả mình gieo nhân sao mà đòi đòi cái gì cũng như ý mình. Mình không có nhìn lại trong tâm, cho nên cứ tìm cái bên ngoài và luôn luôn khổ đau. Tại vì cái bên ngoài đó nó mà như ý thì các vị chẳng bao giờ ngồi đây đâu. Nhiều bạn trẻ nói sư ơi, con bây giờ chỉ ước mơ một cái iPad, không còn mong gì hơn. Con ước mơ mấy năm rồi đó sư. Một ngày đẹp trời, bạn sinh viên nó chạy lên: thưa sư, hôm nay con muốn ăn mừng. Ăn mừng gì? Ăn mừng là gọi là gì? À, khai trương, nó dùng cái từ gì? À, rửa, rửa. Rửa. Hôm nay con muốn rửa iPad của con. Rồi, rửa làm sao? Con mua bánh và con mời các bạn trẻ của sư cùng rửa với con cái iPad này. Và ước mong mấy năm bây giờ được thành hiện thực rồi. Nhưng mà
các cô, các chú và các bạn có biết rằng cái niềm vui đối với bạn đó chẳng biết được mấy ngày. 2 tuần sau lên, các bạn, con bây giờ chỉ muốn chết thôi. Sư ơi, con giờ chỉ muốn chết thôi. Thế là, ủa cái iPad đâu rồi mà bây giờ muốn chết? Không, con không còn muốn gì, iPad con liền, con bỏ hết rồi, không cần gì hết. Như vậy cái các vị mong đợi đã đến, nhưng mà niềm hạnh phúc đâu có lâu. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, nó trở thành một sự sở hữu tầm thường trong tay mình. Nó trở nên quen thuộc và do vậy cũng đáng chán. Và sư nói nhỏ cho các bạn trẻ biết, ngay cả đời sống vợ chồng cũng thế thôi. Nó chỉ hấp dẫn khi mà chưa đạt đến, còn mọi thứ trở nên bình thường. Cho nên vừa rồi sư mới giảng bài pháp Cuộc sống đó có bao lâu cho 2.000 bạn sinh viên tại chùa Hằng Phát. Sư nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, là các bạn đồng thanh đọc thêm câu thứ hai rồi. Là bởi vì là nó rành quá đi, khi nó rành là nó chán. Mà sư chỉ nói một cái iPad thôi. Như vậy cái vật chất nó có đem lại cho các bạn niềm vui vĩnh hằng không? Có không? Có không? Có tạm thời. Ai nói có là lì. Niềm vui tạm thời, bởi vì các vị có cái iPad đó và hạnh phúc đến già đến chết luôn đi. Đâu có đâu. 1 tuần 10 ngày đã chán và muốn một cái iPad khác, design mới hơn, tuyệt hơn. Nhưng mà tiếc thay không có tiền. Thật là khốn cho thân mình phải sống trong một cái nhà nghèo như thế này. Nhìn cha mẹ sao đáng chán đến tận cổ. Cha mẹ nó sao mà muốn gì được đó. Tự nhiên chúng ta trở thành một người con bất hiếu. Tôi mình gieo cái nhân gì mà đòi làm con nhà giàu? Chả biết bố thí, chả biết cúng dường, chả biết thương người, tối ngày chỉ ích kỷ và làm con nhà giàu. Vậy chứ mà gieo cái nhân gì không biết. Sư không phải khen các sư, nhưng mà number one nhất là xuất gia. Đồng ý không? Không biết vỗ tay là vì cái gì? Vì lấy lòng sư hay là vì cái gì? Tại vì niềm vui của các sư thì nó không có thay đổi, nó sẽ như thế thôi. Tại vì quần áo ước cái gì nữa? Ước quần áo gì? Sư mặc quần áo gì được để ước? Thấy chưa? Tài sản sư ước gì? Ước gì cho lắm thì ngày cũng mấy bữa cơm chay, ước gì giờ? Thấy chưa nào? Mà sư xài đồ sang quá, ta nói sư mà xài đồ sang quá ấy, coi không được, con Phật gì mà sang quá. Đó, thành ra tự nhiên đời sống xuất gia cho mình một cái cách sống tri túc thường lạc, biết đủ là vui. Và cứ mỗi ngày mà nói chuyện với các em và các Phật tử mà cười như vậy là mình thấy mình vui rồi, hạnh phúc rồi. Sáng nay giảng pháp 2 thời rồi nha. Đây thời thứ 3 nè. Giảng thứ nhất, tại sao phải phóng sanh. Thời thứ 2, tại sao phải quy y. Thời thứ 3, đi kiếm hạnh phúc ở đâu. Chưa 3 thời. Sư nói với các vị, vậy mà sư vẫn đang cười đấy, đúng không nào? Vì sư thấy hạnh phúc quá. Mình nói 3 thời rồi vẫn có người nghe mình. Chứ có người nói dạ tôi muốn có ý kiến, người ta nói thôi ai nghe mặt mày. Sư nói thiệt, có không? Có. Do cái nhân gì? Nhân mình hay nói xấu, nhân mình hay nói lời đòn sóc, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, giờ mở miệng ra không ai muốn nghe. Tuổi trẻ thì thích hưởng thụ, trung niên thích đấu tranh xem ai là số 1, và tuổi già thích cái gì? Ai mà biết được, sư cho 10 điểm. Tuổi già thích cái gì? Các vị nói tuổi già thích sức khỏe, cho 10 điểm. Nhưng mà Khổng Tử không có nói vậy. Khổng Tử nói tuổi già thích ki cóp. Tuổi già thích ki cóp, nghe chưa? Đó. Xem coi có ai già thích ki cóp không? Trong một cái phòng tối hù có một bà cụ nằm, mà chung quanh không biết bao nhiêu thứ đồ. 3/4 đồ trong đó là đồ quá đắt. Nhưng cấm đứa nào được rờ vô của tao. Nhưng mà khổ thay có những bạn trẻ, còn rất trẻ,
mà vừa thích hưởng thụ, vừa thích tranh đấu, vừa thích ki cóp, vậy mới là nguy hiểm. Sư thấy sư nói có nhiều bạn gật đầu mới chết chứ. Nguy hiểm quá. Thích hưởng thụ, thích tranh đấu vì không bao giờ thích là đứng sau lưng ai hết, rồi thích ki cóp nữa. Nói gì tới đấy, tới bố thí là không bao giờ thích nghe rồi. Trời ơi, mình không lo cho mình, đây là bố thí gì. Nhân quả là không tin. Cho nên Khổng Tử nói cho ba trạng thái tuổi khác nhau. Trẻ đừng có ham hưởng thụ quá mà chừng mực. Nhưng các bạn trẻ mà chừng mực là sư thương lắm. Trẻ mà ăn chay sư cưng lắm. Tại vì không cần phải hưởng thụ nhiều, ăn cũng là một cách hưởng thụ. Trẻ mà thích bố thí, thích làm từ thiện, thích cúng dường sư thương lắm. Có những em bé xíu vậy nè, vô chùa: mẹ ơi con muốn cúng sư. Đừng có nói nghe nó cúng mà sư cưng nó nha, không phải vậy. Nhưng mà nó nhỏ, nó nói mẹ ơi đưa con tiền, con mua đồ chơi, mà nó nói cho con tiền con cúng, nó bỏ trong cái thùng công đức, hoặc nó đưa cho sư. Nó thấy cha mẹ nó giết con gì, nó khóc ơi là nó khóc. Những đứa trẻ đó là vị Phật tương lai. Còn mình lớn mình nói Phật Pháp vậy chứ lòng tham của mình vô đáy. Cho nên mình trẻ có ham một chút thì sư nhắc để trung đạo. Chứ trẻ mà nó không ham gì cũng hơi khó, nhưng mà vừa phải thôi. Và đừng có thích tranh đấu nhiều, bởi tranh đấu kẻ thắng người thua đều đau khổ. Cho nên cũng đừng tranh đấu, mà chỉ xây dựng thì được. Và đừng ki cóp. Bởi vì là sao? Khi còn sống, thịt ngon lựa khúc béo, cá tốt lựa con tươi, ruộng đất chọn phần mười, đến chết tay không nắm, một mình tội mấy mươi. Nghe rõ chưa? Cho nên làm cái gì Đức Phật nói sanh tử sự đại là hay lắm. Cứ nhớ chết không mang theo cái gì là thấy người nó nhẹ rồi. Muốn ki, muốn cóp, muốn tích, muốn xài, muốn này muốn kia, thôi rồi chết có mang theo gì đâu, giảm lại. Đường trung đạo là hơn hết. Chư Phật thành Phật cũng trên con đường trung đạo. Đường trung đạo là gì? Không ép sát khổ hạnh, không hưởng thụ dục lạc. Con đường trung đạo. Ép sát khổ hạnh mà đói, còn da bọc xương nói tôi tu, không thấy gì hết. Mà hưởng thụ đó, đời phải hưởng thụ chứ, không khó tu lắm. Hưởng thụ quá nhiều khó tu, vì càng hưởng thụ dục tham càng tăng. Cho nên Đức Phật dạy trên con đường trung đạo chúng ta sẽ đi đến bến bờ an vui. Đầu năm mới xin nhắc các vị, muốn hạnh phúc hãy đi trên con đường trung đạo, biết đủ là vui. Ở đây không biết có ai là đại gia là doanh nghiệp. Không biết. Đại khái giờ có chú Thịnh lên mời sư, nói con cũng làm ăn doanh nghiệp, sư chỉ mong chú Thịnh biết đủ là vui. Có dư á, xây dựng đạo tràng, ủng hộ chùa chiền và giúp đỡ những người bất hạnh, niềm vui của chú Thịnh tăng mãi. Tại mùa niềm vui của mình được nhân đôi khi mình đem niềm vui đến cho mọi người. Mà con người ta được làm nhà đại gia là doanh nghiệp là cái phước. Nhất là kinh doanh chánh mạng, chánh nghiệp. Có nhiều người bạn trẻ tài dữ lắm mà làm gì thất bại cái đó, kém phước. Các bạn biết không, mình ít có tu nhân, bố thí cúng dường giúp đỡ mọi người, nên nay có tài năng mà không có giàu được. Nên phải gieo cái nhân đó chứ. Bây giờ nói thôi, tao đợi kiếp sau tao giàu là tính, không có kiếp nào hết. Kiếp này lo làm đi. Khó khăn quá thì phải biết chia sẻ cái gì mình đang có. Sư chưa được gặp cái vị sư sáng lập câu lạc bộ nhân sinh để biết cái tôn trị câu lạc bộ này là gì. Nhưng mà đã nhân sinh là phải đem cho mọi người niềm vui sống. Đó là hạnh phúc đó. Mình đem cho mọi người niềm vui là mình có hạnh phúc. Giờ sư quay lại. Lúc nãy có một số vị nói với sư, dạ ngôi chùa này, đạo tràng và câu lạc bộ này có sự ủng hộ của các ca sĩ. Thì thật sự là sư ca sĩ Hồng Thanh là một ca sĩ là từng đi ra
tận Nghệ An để giảng với sư vào trong mùa Vu Lan năm nay. Người ta mời sư Hương Nhũ giảng trên núi Đại Tuệ, mấy ngàn Phật tử. Thì Hồng Thanh lên hát bông hồng cài áo. Xong rồi nói chuyện Phật Pháp xong, các bạn trẻ và cả Phật tử nữa chạy đến xin chụp hình với sư cô idol. Xong rồi các vị nói đứng thấp quá chụp không đẹp, leo lên khán đài chèo chụp đi sư ơi. Cái sư cũng nghe hay hay, leo lên khán đài. Khán đài là có Phật rồi mà cái bục là bằng gỗ không, chùa là làm tạm mà, cái núi lớn lắm mà chưa, năm nay mới bắt đầu xây dựng. Leo lên cái Hồng Thanh leo lên, bắt đầu tình bắt duyên nam gì đó, bắt đầu ao ao leo lên, cái rầm sập khán đài. Rồi đó hả, mấy cái tượng Phật các vị biết không, trời ơi, đổ nghiêng hết trơn hết trọn. Lúc đó một em Phật tử đi với sư, sư ơi sư, biến ngay, nạn tài đến đi biến ngay. Sư nói bậy không à, mình là nguyên nhân để sập khán đài mà biến cái gì. Các bạn trẻ là có cái tánh đó, biến ngay sư, biến ngay. May quá các bạn biết không, các tượng đều bằng gỗ, ngoài Bắc tượng là bằng gỗ, cho nên bị sập khán đài, bị nghiêng ngã mà không sao hết trơn, dựng lên. Nhưng mà cái khán đài đó phải tháo ra hết trơn, bắt đầu để dưới đất, để chiều đó chỉnh tế đó, Phật xuống đất đứng hết trơn chọi. Mà hên sao lúc đó mấy hòa thượng đi vô trong phòng nghỉ hết rồi, không ai thấy hết trơn. Sắp đặt xong hết rồi mấy hòa thượng ra, ủa khán đài đâu rồi? Cái các Phật tử cứu bồ cho sư, dạ bạch thầy, hạ xuống để đứng đông không bị sập ạ. Cho nên á, sư nghe nói đây là cái ngôi chùa có nhiều ca sĩ lắm. Mà ca sĩ sư hỏi Hồng Thanh có hạnh phúc không? Dạ con hạnh phúc lắm sư. Sao vậy? Tại khi con hát, mọi người hát theo con, mọi người an vui, mọi người hạnh phúc theo con. Đó. Còn ca sĩ đến đâu là người ta vỗ tay lên, nó nhất là giới trẻ, thần tượng các ngôi sao. Cho nên các ca sĩ lấy niềm vui, cái niềm vui của mình là gì? Là khi thấy các khán giả hát và vui theo mình. Chứ còn cuộc đời ca sĩ lại là một chuyện khác. Thấy rõ chưa? Không phải ai cười là ta hạnh phúc hết. Ta cười với cái hạnh phúc, ta đem lại niềm vui cho người khác. Chứ không phải các ca sĩ, các nghệ sĩ, các siêu sao là hạnh phúc hết. Còn cuộc đời, cuộc sống riêng tư, người ta có những cái nỗi khổ tâm, đau lòng khác. Nhưng mà người ta có một cái phước là tài năng của người ta đem lại niềm vui cho cuộc đời. Cho nên lấy đó làm niềm vui cho chính mình. Vì vậy một trong những hạnh phúc trong đời sống đó là đem lại niềm vui cho mọi người. Đối với các bạn trẻ là các bạn phải đem niềm vui cho cha mẹ, ông bà mình trước, chứ đừng có nói chuyện xa xôi. Đi cứu chỗ này giúp chỗ kia mà về nhà vùng vằng, hỗn láo với cha mẹ, thì niềm vui hạnh phúc đó không có thật, niềm vui giả tạo. Rồi đây các vị sẽ có vợ có chồng, con nó hỗn gấp 10, gấp 100 lần. Lúc đó có thông cảm cho bố mẹ đã muộn rồi. Nhân quả là thực tế của đời sống. Như vậy, nói chuyện hạnh phúc thì nó dài lắm, bao giờ nói chưa hết. Nhưng để cho trong tâm có hạnh phúc, để chúng ta có hạnh phúc thì trong tâm phải an lạc, thật sự mới có hạnh phúc. Đó, sư mới nói đó, ra đường đem hạnh phúc mà về nhà mắng cha chửi mẹ, thì hạnh phúc đó giả. Và các vị muốn có hạnh phúc là lúc nào các vị cũng hướng đến những điều lành, thì tâm các vị mới an lạc. Nhân quả trong đời sống nó rõ ràng lắm. Các vị biết không, sư giảng ở trong nhà thờ luôn á nha. Các cha, các ma sơ mời sư Hương Nhũ đến giảng trong nhà thờ. Mà giảng gì? Giảng nhân quả. Trong khi thật ra ở trong nhà thờ thì các con chiên tin là tất cả mọi thứ là do Chúa sắp đặt hết. Nhưng mà sư nói Chúa chẳng dạy gì mà đi cho kẻ khổ mà người sướng đâu. Chúa giúp mình phần nào thôi, chứ còn Chúa, người này quá giàu, người kia quá nghèo mà do Chúa sắp đặt, chẳng khác Chúa bất công sao? Cho nên phải tin nhân quả.
các bạn trẻ bây giờ làm cái gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Có câu chuyện mà sư tin rằng các bạn trẻ biết rất nhiều. Đó là một người thợ xây dựng nhà cửa rất giỏi, mấy mươi năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, cho nên có kiến trúc sư người ta vẫn thích cái ông thợ đó. Có phải vậy không? Người xây dựng quan trọng hơn người kiến trúc nữa. Kiến trúc sư vẽ ra chứ mà người thợ xây dựng không đẹp là nó vẫn không đẹp. Sau mấy mươi năm xây dựng đã đến lúc về hưu, thì cái người xây dựng đó mới đến chào ông chủ và nói: tôi đã già và tôi xin kết thúc cái công việc của tôi tại đây. Người chủ mới nói: tôi rất tiếc bởi vì ông là một người thợ xây dựng tài ba, nhưng tôi năn nỉ ông trước khi ông nghỉ việc, ông hãy xây giúp cho tôi một căn nhà cuối cùng trước khi ông nghỉ. Thì ông này cũng miễn cưỡng thôi, giờ muốn lãnh tiền thưởng, tiền lương rồi đi thôi, chứ bây giờ bắt làm thế mệt mỏi rồi. Nhưng mà ông chủ ông nói như vậy nể tình quá cũng làm. Thì làm cho có, làm cho xong. Cho nên rồi cũng đến ngày giao cái nhà đó. Bên ngoài là cái nhà rất là đẹp, nhưng mà chỉ có cái ông thợ chính tay làm mới biết là những chất liệu nó rất là sơ sài và kém. Ở chừng một năm là xuống cấp, nhưng mà nhìn bên ngoài đó thì đều thấy đẹp hết, tại quét vôi lên, thấy chưa? Giáp này lên, giáp nọ lên là không thấy bên trong rồi. Nhưng mà móng cũng sơ sài, mọi thứ đều cẩu thả. Nhưng mà ông nói: ôi, làm cho xong rồi nghỉ đi chứ, đâu phải mình đeo đẳng nó suốt đời. Bắt đầu: thưa ông chủ, tôi đã làm xong căn nhà cuối cùng cho ông. Thì ông chủ đó cảm ơn ông, và đây là cái chìa khóa của ngôi nhà, giao cho ông cái chìa khóa này và tặng ông căn nhà như một phần thưởng ông đã đóng góp cho ngành xây dựng bao nhiêu năm qua. Đây, chìa khóa. Sao các vị? Ông thợ xây dựng nó lúc đó chỉ là, nếu mà là sư chắc sư té cái đùng: trời ơi, thôi chết rồi, mình sẽ thưởng thức cái sản phẩm cho chính mình làm ra. Mà không nói được một lời nào, ngậm đắng nuốt cay mà cảm ơn ông chủ: trời ơi, giá mà ông nói sớm là tôi làm rất kỹ, rất tuyệt vời. Đó, bên ích kỷ là căn bệnh của tất cả chúng sanh, trong đó có sư luôn, phải không? Không chừa ai hết. Cho nên mình đừng có nghĩ làm cho người ta sơ sơ xài xài, đại đại đến đến, mình sẽ được một cái quả báo người ta đối với mình cũng sơ xài như thế. Tại sao có người đi đến đâu cũng chẳng ai muốn cho ăn? Tại vì mình nhiều kiếp bỏn sẻn keo kiệt, chả có bố thí cho ai, nên đi đâu cũng đói. Người đi đến đâu chưa đến cổng, ở trong này ta đã dọn mâm cao cổ đầy, nhân quả hết. May mà tôi đi với ông tôi có bữa no, chứ tôi đi mình tôi đói nữa rồi. Thật sự là như vậy, nhân quả mà. Nên các vị đừng có nói rằng làm cho mình thì hãy tính. Cũng như sư đi xuống miền Tây giảng xong rồi, cái người Phật tử đó thỉnh sư về nhà. Trời ơi, cái nhà quá đẹp, bởi có một cái vườn mênh mông bát ngát đằng sau, sư thích quá trời luôn. Trồng nguyên một cái ao rau, muốn sư nhảy xuống dưới sư hái mấy cái đọt đem lên luộc ăn, chứ giờ khỏi nấu gì hết. Nói bạch sư là đừng có hái cái bãi rau bên đó, rau bên đó để bán, rau này để ăn. Rau để ăn thì con không có xịt thuốc, rau đó con xịt thuốc từ tối đến sáng nó dậy đó. Thì chẳng bao lâu cái nhà nó có đứa con bị ung thư đó. Nó không bao giờ nó ăn cái bãi rau có thuốc, nhưng nó vẫn bị ung thư đó thôi. Tại mình đem bệnh cho người ta thì cuối cùng cái quả nó sẽ đến với mình. Hãy làm tốt cho người đi, rồi hạnh phúc sẽ đến với mình. Đồng ý không ạ? Nãy giờ vỗ tay mấy hiệp rồi mà không biết trong bụng có thấy vui không? Tốt lắm. Chưa còn câu chuyện nữa, kể cho hết rồi về nha, hết giờ rồi nha. Câu chuyện này, câu chuyện nhân cách hóa. Nhân cách hóa là gì? Các bạn trẻ trả lời coi, nhân cách hóa là gì? Giờ mà không biết trả lời là biết với tôi ạ. Nhân cách hóa là gì? Ai giơ tay trả lời sư nghe. Con trả lời.
Chắp tay, thưa sư. Dạ, nhân cách hóa là lấy nhân cách của con người để nhân hóa là đồ, lấy tiếng nói của con người thay cho đồ vật hoặc là con vật. À, đúng rồi. Nhân cách hóa tức là đối với những cái loài vật, cây cối, phải chưa nào? Bông hoa quả, những gì chung quanh là vật vô tri vô giác. Hay cho con vật hữu tình là con vật, nhưng vẫn có những cái suy nghĩ và hành xử giống con người. Nhiều khi nói thẳng người ta mất lòng nên lấy con vật để nói. Mà nói vậy không phải sư dạy cho các bạn trẻ là gì đâu. Là mắng chó để cho khỏi nói chủ nhà đâu, nghe chưa? Không phải kiểu đó là nhân cách hóa. Nhưng mà cái bông hoa này nó nghĩ gì? Nó vô tư, nó mỉm cười, nó tự tại an vui. Mặc dù từ sáng giờ cục mút này khô queo này nha, không ai cho nó miếng nước nào hết, nó vẫn đẹp, nó không có than buồn gì hết. Đó. Sư hỏi từ sáng giờ các vị không có ăn miếng nào coi có ngồi cười như vậy không? Khó à. Nhưng mấy bông hoa nè, thấy chưa? Cục mút khô queo à, là mình lo cắm mà mình quên cho nó uống nước, nó vẫn vui vẻ, nó nở. Nhưng thay vì hai ngày thì chiều nay nó héo. Thế thôi chứ nó không có nói gì hết. Dạy cái hạnh nhẫn nhục ta dạy bằng cái bông hoa như vậy đó. Nó cũng buồn lắm chứ, nhưng mà bổn phận nó cứ đem lại mùa xuân cho mọi người nên nó cứ nở hoa. Nó suy nghĩ vậy đó. Nhân cách hóa là vậy đó. Thấy chưa nào? Nhân cách hóa là cái ly này nè, cũng biết nói tiếng người nữa. Nó nói sao? Hôm nay nó được ngồi ở trong đạo tràng chùa Long An và nó rất vui là vì nó được gặp nhiều bạn trẻ. Là cái ly nó nghĩ vậy đó. Thật sự cái ly đâu biết nghĩ, nhưng mà nhân cách hóa lên làm giả bộ như là nó biết nghĩ. Nghe rõ chưa? Giờ các bạn là học dối nhiều lắm, sư biết học dối nhiều lắm. Đi thi đồ mang một cuộn cái giấy nhỏ xíu ở trong tay là bắt đầu copy chép, chép cực kỳ siêu đẳng. Đến khi đối phó với cuộc sống là bể tắc, tại vì mình đâu có chịu học. Đó. Cho qua thôi à, cho cái bằng trong tay thôi, chứ đến khi làm việc không ai dám tin mình. Làm đâu trật đó, thấy chưa? Chứ phải làm cái gì cho thật. Hai hạt thóc nằm bên nhau, hạt nào cũng căng tròn và óng ánh, bởi vì là lúa giống là phải lựa lúa đẹp. Và người nông dân chuẩn bị đem những hạt lúa đó rẫy ra đồng để bắt đầu cho một vụ mùa lúa mới. Thì có những hạt lúa đã theo người nông dân đi ra đồng, còn có một hạt lúa nó lăn vào trong gốc kẹt, nó trốn. Nó bảo trời ơi, ta xinh đẹp như vậy, tại sao ta phải ra đồng nằm, rồi nức nọng ra, tan thây nát thịt ở ngoài đồng ruộng, phơi nắng phơi sương. Ta nằm ở trong góc này, ta vẫn mãi mãi là một hạt lúa diễm kiều. Cho nó lăn trong cái gầm, nó trốn mất. Thì vì nông dân nó mang hết lúa ra vườn. Nhưng mà mấy ngày sau, những hạt lúa ở ngoài ruộng á, ngoài đồng á, nó nảy mầm, nó lên một cái mạ xanh non. Cái hạt lúa thì nứt ra, là tét cái thân nó không còn, nhưng lại nảy lên một cái mầm xanh và lên cao, rồi chăm bón tươi tốt, trổ đồng đồng và ra hàng ngàn hàng triệu hạt lúa khác trên cây lúa. Nhưng cái hạt lúa mà nó trốn dưới gầm tủ á thì sao? 3 ngày sau nó đã khô dần vì không có ánh nắng, không có nước, không có gì hết, nằm trơ trọi trên nền xi măng. Cho nên nó khô héo dần dần và nó chết. Đó. Lúc đó nó không muốn ra đồng cũng đã muộn rồi. Nó lăn ra trước mặt ông nông dân, ông quét nó hắt ra sân, tại vì nó là một hạt lúa lép xẹp khô queo. Người ta đem những hạt giống tốt ra đồng để mà tạo một mùa lúa mới, chứ đem cái hạt lúa khô queo làm gì? Cho nên lúc đó nó có ân hận cũng đã muộn màng. Còn những người bạn của nó có tan thây nát thịt ngoài đồng, nhưng nay lại sanh ra hàng ngàn hạt lúa khác. Xong rồi ta đến cái mùa gặt lúa, các em nó hát lên lúa khoai cho ấm lòng, nhà nông cho đến hừng đông gì đó, phải không nào? Vui vẻ đem lúa về. Còn nó nằm trơ trọi và chết khô trên nền gặt. Thái độ sống của chúng ta ích kỷ, chúng ta sẽ giống như hạt lúa đó. Chưa làm đã sợ mệt,
chưa ra đã sợ trúng gió. Nó nói, ủa sao nó không đi vậy con? Thưa sư, nó xin ở nhà. Hỏi sao vậy? Nó nói với con là nó nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùi sương, cho nên nó ở nhà. Đó. Người ta lúc nào không sợ khó khăn thì đừng có vô trong câu lạc bộ nhân sinh làm gì. Nhân sinh là phải hy sinh cho con người. Phật tử là mở rộng tâm từ, sống cho mọi người. Nhưng còn cái khóa tu nào cũng có mặt, đạo tràng nào cũng tụng kinh, mà ai nhờ tới cái gì thì không được ạ. Mày tôi tu à, đừng có nói tới tôi ạ. Ích kỷ lắm. Tôi thì tôi phải lo tu huệ cho tôi chứ. Nhưng mà các vị cứ yên trí đi, không có phước cũng khó tu huệ lắm. Tu phước là làm cái gì giúp đỡ cho người, đó là phước đó. Nhà sư nói đây cái chú điều khiển cái dàn âm thanh nè. Chú đứng không có được mà chú ngồi không được nữa. Chú ngồi ở cái tư thế là 30 mấy độ như vậy là mệt lắm đó chứ. Nhưng mà ngồi để chỉnh âm thanh cho các vị nghe, và chú cảm thấy thích thú vì âm thanh không có trục trặc. Thế đó người ta cảm thấy hạnh phúc khi hôm nay bổn phận người ta được hoàn thành. Âm thanh không có trục trặc. Thấy chưa nào? Cái người quay phim đâu có được ngồi yên, nhấp nhổm chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại. Nhưng cái thành quả người ta khi cái phim đã hoàn tất, người ta cảm thấy vui vì sẽ đến tay hàng trăm hàng ngàn người được nghe pháp. Thôi nghề đó làm gì tối ngày chạy mệt. Thôi nghề làm gì tối ngày đứng mệt. Thôi nghề làm gì tối ngày ngoài đường mệt. Cái gì cũng chê hết. Cuối cùng mình trở thành một hạt lúa khô queo và vô dụng. Hạt lúa khô queo và vô dụng. Sư tiết lộ cho các bạn trẻ biết là các bạn trẻ yêu quý sư cô Hương Nhũ, bởi vì là trên tất cả các nơi, các vùng sâu vùng xa, nơi nào các bạn trẻ là sư cũng vác túi sư đi hết. Nhiều khi đêm khuya mà đi về Đắk Lắc là chạy xe suốt đêm, đi Ban Mê Thuột, đi Đắk Nông. Rồi sáng ra chưa kịp nghỉ ngơi gì, thầy tôi xin sư giảng luôn, chứ lát nắng là cái trần chùa là bằng mái tôn chứ không phải mái bê tông, nên rất nóng, mời sư giảng luôn. Cho anh lên uống miếng nước là bắt đầu vô giảng. Đi suốt đêm không ngủ vô giảng. Giảng xong rồi mệt ăn đâu có nổi, lên xe đi về. Nhưng mà niềm vui là các bạn trẻ. Đó. Thấy chưa nào? Có người nói trời ơi lo tu đi chứ lo đi vậy sao tu. Tu là chỗ đó đó, là đi mà không tham đó. Là mệt mà không từ nan phận sự. Mình tu trong hoàn cảnh, chứ không phải cốc cốc rồi lại bon bon tôi tu. Mà ai kêu tới không được. Ích kỷ. Chuyện công phu công quả, đó là cái điều các vị phải làm. Người Phật tử phải có niệm Phật, có phải có tụng kinh, phải có ngồi thiền, phải nghe pháp. Nhưng mà người Phật tử sẵn sàng mở rộng tấm lòng, giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình. Các bạn trẻ đây tiền đâu giúp, giờ kiếm việc làm khó muốn chết luôn, giúp sao tiền đâu giúp. Lời nói nè, lời nói hay. Trời ơi tôi buồn quá. Buồn cái gì đâu mà buồn, bạn vẫn còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người khác. Cái xong chập cái người bạn nó đang muốn chết, cái tự nhiên hăng hái trở lại. Phước lớn lắm. Các bạn vẫn biết là Đức Phật nói trong các sự bố thí là pháp thí là hơn hết, mà các vị không chịu pháp thí. Phải nói lời cho người ta có năng lượng sống, phải nói lời cho người ta tin yêu, phải nói lời cho người ta an vui, là phước đức của các vị. Chứ không phải pháp thí là chỉ có các sư, mà tất cả chúng ta đều có pháp thí. Các vị đồng ý chưa? Như vậy, qua hai câu chuyện của sư kể đó, thì các vị phải thấy mình phải làm tốt những gì nó đến với mình, thì cái quả phước tốt nó sẽ đến với ta. Không lâu đâu. Mình hãy hy sinh một chút, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Đó là hạnh phúc. Hy sinh mà hạnh phúc, còn bo bo mà giữ mà ki mà cóp, chẳng có hạnh phúc đâu. Có người, nhiều người chết rồi các vị biết không, hai tay nắm chặt hai bốc tiền hai bên. Nói trời ơi sao để cho cụ nắm tiền vậy. Người con nói sư ơi trước khi chết ba con cứ hỏi tiền đâu, mà rải hết từ trên ngực rải xuống rồi hai tay nắm, rồi cứ trợn trừng lên. Còn nữa tiền đâu, tiền đâu.
sư chứng kiến rồi nha. Rồi bên các sư có niệm Phật rồi hộ niệm gì cũng vậy thôi. Ta sống trong cái ki cóp và tham lam thì chết ta phải về với lại là quỷ tham lam thôi. Chứ làm sao mà ki cóp mà về Phật được? Lúc đó có nhờ sư hộ niệm, đạo tràng niệm Phật rân trời rân đất hết thì cái người niệm có phước, chứ còn cái người chết cũng tiền đâu, tiền đâu. Buông xả để hạnh phúc, làm lành để hạnh phúc, cúng dường để hạnh phúc, an vui để hạnh phúc, nghĩ đến hạnh phúc của muôn người để hạnh phúc, và quay lại chính mình để hạnh phúc.